Hello quý vị, hiện tại bây giờ Phú đang đứng ở trước cổng nhà thờ Giáo xứ Hà Nội thuộc phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ngày 9 tháng 12 năm 2023. Vậy là chúng ta đã đến giữa tháng 12 rồi quý vị ơi. Đó, thì hôm nay Phú đến nhà thờ Hà Nội để cập nhật một số hình ảnh của nhà thờ Giáo xứ Hà Nội làm những công trình chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh. Quý vị thấy là hôm nay ở phía trước cổng nhà thờ là người ta đã gắn những cái đèn như là quả chuông, cây thông, rồi ngọn nến. Đó, những cái hiệu ứng ở đây trên cái cột cổng này. Thì cái này ban ngày ấy, thì quý vị sẽ thấy là nó bình thường lắm, không có gì cả. Đấy, xuyên suốt cái hàng rào này quý vị nha, đều có đèn hết rồi đó. Đó, nhưng mà buổi tối thì sẽ rất là đẹp và lung linh đấy. Thì bây giờ Phú sẽ đưa quý vị các bạn đi vào bên trong sân nhà thờ nhé, xem là nhà thờ người ta đã làm những cái gì rồi, và hẹn quý vị vào một cái ngày gần nhất vào buổi tối cũng lại tiếp tục quay trở lại cập nhật cho quý vị xem. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong sân nhà thờ nhé. Wow quý vị ơi, hôm nay nhà thờ đã cẩu cây thông lên rồi. Đấy này quý vị này, đấy, cây thông hoành tráng của nhà thờ Giáo xứ Hà Nội. Năm nay nhà thờ Giáo xứ Hà Nội là một cây thông rất là khác hơn mọi năm. Mọi năm thì Phú có quay quý vị xem thì quý vị biết là cây thông nhà thờ Giáo xứ Hà Nội á, người ta làm một cái khung bằng sắt, cái cành bằng sắt rồi người ta gắn bóng đèn vô. Năm nay thì người ta làm cái cây thông này hoành tráng hơn, người ta làm tròn giống như kiểu là một cái cũng nói là giống như một cái tòa lâu đài. Một tòa lâu đài thì quý vị thấy là những cái cánh cửa được gắn ở trên cây thông, và cây thông làm rỗng vậy ha, ở trong giống như một cái tòa lâu đài đấy. Thì Phú không biết là sau khi làm xong thì phía dưới nó còn cái gì nữa, nhưng mà trước mắt bây giờ là như vậy đấy quý vị. Phú chạy gần cho quý vị xem này. Đó, hiện tại là công trình của nhà thờ Giáo xứ Hà Nội độc đáo nhất là cây thông này. Phú nhận ra rồi, thực ra thì cây thông này á, là vẫn là cái khung của mọi năm nha quý vị nha. Đây này quý vị có thể thấy này, cái khung vẫn là của mọi năm, nhưng mà năm nay á, người ta hàn những cái khung tròn chung quanh ở bên trong luôn để nó dằng cho nó chắc á quý vị. Đó, rồi bên ngoài thì người ta sẽ kéo những cái sợi dây kim tuyến dạng cỏ ha, màu xanh thế này này quý vị ơi. Cái này rất là nhiều những sợi dây kim tuyến nha quý vị nha, nhiều lắm luôn đấy, cao quá quý vị ơi, cao quá. Đó, những cái cánh cửa sổ giống kiểu cái lâu đài ấy quý vị, cái tòa lâu đài ấy, đẹp lắm. Bên ngoài gắn những trái bong bóng, trái băng nhựa đủ màu sắc, và cái này chắc là sẽ có cái bóng đèn bên trong để buổi sáng mở lên cho nó sáng. Bên cạnh đó là những cái sợi dây đèn led hiệu ứng giọt nước, rất là đẹp quý vị ạ. Rồi cái này thì chắc chắn là Phú sẽ phải bay flycam thôi để quý vị nhìn cho rõ, cũng như là bữa nào buổi tối sẽ đi cập nhật tiếp cho quý vị xem. Cái này bảo đảm quý vị luôn là buổi tối chắc chắn đẹp lắm đấy. Nhà thờ Hà Nội lúc nào cũng phải nổi bật nhất ở cái khu vực mà ngã ba Hà Nội, ngã ba Sạch. Rồi Phú cũng nhìn thấy là ngôi sao biểu tượng của nhà thờ Giáo xứ Hà Nội đã được kéo lên trên, rất là lớn và đẹp luôn. Có cái đuôi sao chổi kéo dài xuống dưới như mọi năm. Còn lại thì Phú chưa thấy những cái công trình khác, ví dụ như là hang đá hay gì chưa thấy. Chắc là đây làm chưa xong đâu quý vị ơi. Rồi Phú mời quý vị cùng xem một số hình ảnh bằng flycam, Phú quay cái thông quý vị xem nha. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we
some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Hello quý vị, hiện tại bây giờ Phước đang đứng ở phía trước cổng nhà thờ giáo sứ Thánh Tâm. Thì hôm nay quay trở lại đây thì Phước thấy là nhà thờ giáo sứ Thánh Tâm người ta có vẻ là hoàn thiện nhiều hơn là hôm bữa rồi. Những công trình mừng lễ Chúa Giáng sinh. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2023 rồi quý vị. Đó. Thì cách đây vài bữa Phú đã đến đây quay nhưng mà thấy là người ta chưa có làm gì nhiều. Có một số quý vị nói Phú là nhà thờ giáo sứ Thánh Tâm đã làm nhiều lắm rồi, quay trở lại cập nhật đi. Cho nên là hôm nay Phú đã quyết định là quay trở lại đây, quay lại một số hình ảnh này, cập nhật cho quý vị xem. Xem là nhà thờ giáo sứ Thánh Tâm người ta đã làm gì để mừng lễ Chúa Giáng sinh nha. Đây đi vào bên trong. Ồ, hôm nay tôi thấy là nhà thờ giáo sứ Thánh Tâm hình như là mới để tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu quý vị. Đây quý vị ơi. Đây, tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Wow, không biết là Phú không để ý hay là lâu lắm rồi, hôm nay Phú quay trở lại đây cập nhật thì tôi thấy bức tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu rất là đẹp ở đây, bằng đá cẩm thạch quý vị ơi. Tuyệt vời, rất đẹp quý vị ạ. Ây chà, rất đẹp luôn nha quý vị. Đó, cái chỗ này là mọi năm á, người ta làm một cái giống như cái hồ nước, phun nước lên để làm những công trình mừng lễ Chúa Giáng sinh hoặc là Tết, rất là đẹp. Năm nay người ta bỏ đi và người ta để tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu ở đây, còn đẹp hơn gấp ngàn lần quý vị. Tuyệt vời luôn. Rồi, ở mặt trước nhà thờ thì hôm nay là tôi thấy là người ta đã chuẩn bị làm giống như là cửa thành thánh Jerusalem vậy đó. Rất là đẹp vậy ha. Cái cửa chính của nhà thờ Thánh Tâm người ta trang trí Giáng sinh như thế này cũng rất là hay vậy ha.
tất cả đều là những cái bìa cà tông thôi. Bìa cà tông rồi mút xốp nó đẹp. Ở phía tháp chuông thì vẫn là những ngôi sao, những ngôi sao hình khối rất là đẹp. Phía dưới có thể là một cái hang đá nhưng mà chưa làm xong. Thì chắc là Phú sẽ máy flycam để quay cận cảnh cho vị xem nha, những hình ảnh ở đây đẹp quá, đặc biệt là tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu rất đẹp quý vị. Rồi mời quý vị cùng xem một số hình ảnh Phú bay bằng flycam nha. We wish you a Merry Christmas. We wish you a-